Chào mừng các bạn đã tới với Eris Việt Nam. Và trong video này mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách làm thế nào để chúng ta có thể thao tác với một user form. Với user form này chúng ta sẽ học cách làm thế nào để chúng ta có thể show user form ra ngoài. Ngoài ra thì chúng ta sẽ phải lập trình thêm cái tính năng, đó là khi mà chúng ta nhập vào một cái từ bất kỳ tại phần product search này và ấn tìm kiếm, thì những dữ liệu thỏa mãn những dữ liệu mà mình gõ vào đây này thì nó sẽ xuất hiện ở trên user form. Vậy thì chúng ta sẽ làm thế như thế nào? Chúng ta sẽ cùng bắt đầu luôn các bạn nhé. Bây giờ thì mình sẽ vào Modapp và mình sẽ viết một cái sub đầu tiên. Mình đặt tên cho nó là showForm. Tại đây thì mình sẽ gọi ra tên của userForm đó là USF. Đây, USF Product Other. Các bạn sẽ ấn cho mình cái phím Ctrl Cách để nhận cái phần gợi ý của VBA nhé. Và chấm show. Ở đây thì các bạn có thể là chọn cho mình là VB Modeless, nó như thế này. Có nghĩa là khi mà các bạn hiện lên user form nhé, thì các bạn vẫn có thể thao tác ở trên màn hình của Excel một cách bình thường. Thì về cơ bản thì đây là một trong những cái mà mình rất hay sử dụng với user form. Tất nhiên thì các bạn cũng có thể để một cái kiểu khác. Ví dụ như là bạn có thể để cho mình là VB Model chẳng hạn. Ví dụ như thế này. Thì các bạn có thể thấy nhé, là khi user form nó đã được hiện lên như thế này thì các bạn sẽ không thao tác được bất kỳ thành phần nào ở trên bảng tính đâu. Ok chưa? Bây giờ thì mình sẽ tạm thời mình ẩn đi cái user form này và mình sẽ để cho nó là VB Modeless các bạn nhé. Rồi, bây giờ thì mình sẽ viết cái sub tiếp theo. Bây giờ thì mình sẽ kích đúp vào cái user form này. Mình sẽ chuột phải và chọn tới mục View Code. Thì đây thì các bạn có thể nhìn thấy, đây chính là cái phần code nó nằm ở bên trong của user form. Và từ đây nhiệm vụ của mình ý, là mình sẽ tạo ra một cái sự kiện gọi là user form initialize. Đây, mình sẽ tìm initialize. Được rồi. Và khi user form của chúng ta được khởi tạo thì chúng ta sẽ làm gì? Khi user form được khởi tạo nhé, thì nhiệm vụ của mình ở đây đó là mình sẽ chèn ngay cái row sort dựa vào dữ liệu ở bên cái sheet stock data. Đây, đây là cái sheet stock data của chúng ta. Và để có thể chèn được một cách đúng nhất thì các bạn sẽ phải tìm ra cho mình dòng cuối của cái sheet stock data này. Bây giờ thì mình sẽ vào đây và mình bắt đầu code. Mình sẽ đim các biến, thứ nhất là last row của stock data. Mình sẽ gán cho nó kiểu dữ liệu là long nhé. Tiếp theo thì mình sẽ khai báo là WS stock data at cushions. Và mình sẽ set giá trị cho cái WS stock data này. Nó sẽ bằng là zip cookbook chấm sys, mình sẽ dùng cushions đi, chấm cushions của cái gì, mình sẽ gói chữ sys để gợi ý này. Và bạn có thể thấy ở đây mình đã chọn tới sys stock data này. Vậy thì sys stock data này là gì? Các bạn có thể chuột phải vào đây và chọn tới cái mục gọi là definition. Thì các bạn có thể thấy ở đấy mình đã khai báo tất cả các tên sys ở trong cái Excel của mình bằng các hàng số ở đây. Đây, đây chính là những hàng số mà mình sẽ sử dụng ở trong cái user form của mình. Có lẽ là mình sẽ bỏ cái này đi. Rồi, mình sẽ quay lại user form nhé và chọn view code. Bây giờ thì mình sẽ tìm ra cái dòng cuối cùng của cái sheet stock data. Thì rất đơn giản thôi. Mình sẽ viết là WS stock data chấm brand của A. Mình tìm của con A nhé. A and rows chấm count chấm n của xlookup chấm row như thế này. Mình sẽ thử test xem là mình đã tìm ra đúng cái last row stock data chưa. Bạn có thể thấy ở đây kết quả trả về là 78. Và bạn quan tâm ở đây, bạn quay lại stock data, rất chính xác là dòng thứ 78 luôn. Rồi, bây giờ nhá thì mình quyết định đây, view code. Mình sẽ add cái row sort cho cái cho cái list box của mình. Mình sẽ viết đơn giản là me. Me ở đây chính là tôi, tiếng Anh là tôi đúng không ạ? Và tôi khi mà mình viết ở trong cái bản thân của cái user form thì nó sẽ chính là đại diện cho cái user form đó. Và chấm, mình sẽ tham chiếu đến cái LST product chấm chấm row sort, nó sẽ bằng cái gì? Các bạn nhớ là đối với row sort ấy thì các bạn sẽ phải chèn vào cho mình đầy đủ của tên sheet luôn. Ví dụ ở đây mình sẽ chèn dữ liệu bằng sheet stock data. Một dấu chấm than để phân tách giữa cái phần tên sheet và phần dữ liệu và phần tham chiếu ô ren A2 đến D. Và mình sẽ nối vào đây, đó chính là last row của stock data. Rồi,
Bây giờ thì mình sẽ thử sâu ra user form các bạn nhé. Thì các bạn có thể thấy nhé, là khi user form được khởi tạo thì mặc định ý, là toàn bộ dữ liệu của Sysstock Data sẽ được load hết vào đây. Được chưa? Đến đây là chúng ta đã xong cái bước load dữ liệu vào trong cái list box. Bây giờ thì chúng ta sẽ phải viết thêm một cái chương trình nữa. Chương trình này nó sẽ phục vụ một việc, đó là khi mà chúng ta gõ một cái chữ bất kỳ, ví dụ như ở đây mình gõ là Alice và ấn vào nút tìm kiếm chẳng hạn, đúng không? Thì tất cả những cái dữ liệu nào ở cột product ID, product name và quantity per unit mà nó thỏa mãn như có chứa chữ Alice này thôi, thì nó sẽ được đưa sang một cái sheet. Ở đây thì mình đã tạo ra một cái sheet tên là product sheet, và tất cả những cái dữ liệu mà thỏa mãn cái điều kiện vừa rồi ấy, thì nó sẽ được đưa sang cái sheet product sheet này. Vậy thì bây giờ ấy, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo ra cái product sheet này. Ở đấy thì để cho chương trình của chúng ta ấy, nó chạy được là nhanh, thì mình sẽ sử dụng SQL các bạn nhé. Đây, ở trong cái modlib ấy, thì mình đã có một cái sub tên là SQL Query, mình đã lập trình sẵn rồi. Và nhiệm vụ của mọi người ấy, đó chính là mọi người ứng dụng cái sub này để có thể là viết câu lệnh SQL ở trên này Excel. Bây giờ thì để viết ấy, thì mình sẽ deem một cái biến là WSForm đi, AddWatches. Tiếp theo mình sẽ deem thêm một cái số biến nữa, đó chính là deem shortstack as string, deem short và SQL common as string. Rồi, bây giờ ấy thì mình sẽ phải kiểm tra xem là cái user form của mình nó có được load lên hay không. Thì để kiểm tra nó ấy, thì ở trong modlib này mình có một cái chương trình ấy, nó tên là isLoaded. Đây, bạn chỉ cần nhập vào cho mình tên của cái form đó thôi. Và nếu mà cái form của chúng ta nhá, nó được load lên thì kết quả trả về sẽ là true, ngược lại thì nó sẽ là false. Rồi, bây giờ nhá, mình sẽ viết đơn giản là if này, isLoaded, và mình sẽ nhập tên của cái user form mà mình muốn load lên ở đây. Và tên của user form của mình nhá, nó sẽ là usf product other như thế này, bằng, thực ra là không cần đâu, tại mặc định nó là true rồi, then else và if. Trong trường hợp else có nghĩa là cái user form usf product other nó chưa được load lên, đúng không? Thì trong trường hợp đó thì mình sẽ message box ngay lập tức, đó là form chưa được mở, để thông báo cho người dùng biết là họ phải mở form trước khi mà họ sử dụng cái tính năng chạy được cái sub search product này. Bây giờ mình chạy thử này. Đó, các bạn thấy không? Ngay lập tức thông báo là form chưa được mở. Được chưa? Tiếp theo thì mình sẽ tiếp tục lập trình ở trong này. Mình sẽ set giá trị cho WS form bằng cái gì? Bằng discobook.watches của sysform đi. Tiếp theo thì mình sẽ gán giá trị của cái biến shortstack. Shortstack này thì mình sẽ lấy giá trị từ trong cái textbox, textbox ở trong cái user form của mình. Và mình sẽ gọi ra nó bằng cách đầu tiên là các bạn sẽ phải gọi tới cái tên user form đó trước, sau đó chấm và gọi ra cái tên của cái textbox là tt-search, và mình sẽ chấm thêm một cái value để lấy ra giá trị của nó. Tiếp theo thì ở đây mình sẽ gán giá trị của cái biến sort, đó chính là nơi mà mình thực hiện chạy câu lệnh SQL. Tại vì cái dữ liệu của chúng ta nhé, về cơ bản thì nó nằm ở trong cái file này, đúng không? Nên mình sẽ đặt cái đường dẫn của nó là zcobook.fullname. Tiếp theo thì mình sẽ viết tới câu lệnh SQL common. Thì đây là một câu lệnh SQL để mình có thể lấy ra dữ liệu từ cái sheet gọi là sheet stock data. Và những cái gì mà nó thỏa mãn là nó chứa cái shortstack này, thì mình sẽ bê hết nó sang cái sheet product shorts. Và mình sẽ viết nó như sau: select product ID, product name, quantity per unit và unit price. Nhiều người sẽ tự hỏi là tại sao mình lại select 4 cái trường này, đúng không? Tại vì thực ra ấy, thì nếu các bạn để ý nhá, các bạn kích vào phần stock data thì tên của 4 cái mà mình vừa viết chính là tên của tiêu đề những trường gốc này. Đó chính là product ID, product name, quantity per unit và unit price, chính nó luôn. Và bây giờ nhá, thì đó những cái mình select. Sau đó thì mình sẽ phải quyết định xem là mình sẽ select từ đâu.
thì mình sẽ biết là from. From cái gì? Mình sẽ lấy dữ liệu từ cái sys, đó chính là sys stock data. Đây, khi các bạn sử dụng SQL trên nền Excel, bạn muốn tham chiếu tới một sys nào đó thì ngoài tên sys ra, bạn sẽ phải có thêm cái dấu đô la nữa. Cái này là mặc định các bạn nhé. Mình có thể dùng ở đây, các bạn có thể thấy là mình đang sử dụng dấu và dấu gạch dưới để có thể xuống dòng, đúng không? Và mình sẽ where. Và where cái gì? Bây giờ thì mình sẽ viết đơn giản thôi là product ID like. Like cái gì? Đó, like phần trăm. Phần trăm thì nó là một cái ký tự đại diện ở trong SQL. Nó đại diện cho từ 0 đến n ký tự. Có nghĩa là khi bạn biết cái kiểu như là phần trăm ghép với cả một ký tự, ghép với cả phần trăm ấy, có nghĩa là bạn sẽ tìm tất cả những cái chữ nào mà nó chứa cái từ đó ở trong đó là được. Đó, mình sẽ nối với cả là strtext. Tiếp tục nối ngoặc kép này. Bạn sẽ nối với cả phần trăm và đóng nháy đơn cho mình. Ở trong cái SQL trên đấy Excel nhá, thì chữ ấy nó sẽ được để trong nháy đơn chứ không phải để trong nháy kép đâu. Đây là một điều nó khác biệt với Excel mà bạn bắt buộc phải ghi nhớ cho mình nha. Tương tự, mình sẽ viết những cái đoạn ở dưới. Đây, mình sẽ copy paste cho nó nhanh đi. Đó. Đây nhá, thì mình dùng O, có nghĩa nó chỉ cần thỏa mãn một trong ba điều kiện thôi. Mình sẽ đưa vào đây là product name này và cuối cùng là quantity per unit. Rồi, khi viết xong đoạn này ấy, thì các bạn đừng chạy ngay câu lệnh mà các bạn sẽ chạy cho mình một cái lệnh là debug.print của SQL Common. Mình muốn biết cái đoạn text mà mình đang nối này nó ra là cái gì. Được chưa? Vậy thì bây giờ nhá, mình sẽ chạy thử cái search product này như thế nào. Tại vì như các bạn biết ấy, khi mà mình không load form thì search product nó sẽ không chạy, đúng không? Vậy thì bây giờ mình sẽ chọn đến cái form, kích đúp vào nút tìm kiếm và đưa cái search product vào đây. Rồi, mình sẽ ấn vào nút tìm kiếm nhé. Và quay lại đây. Thì đây là câu lệnh của chúng ta này. Mình sẽ kéo cái này lên một chút. Cái cửa sổ này gọi là immediate. Và nếu các bạn không thấy cửa sổ này thì các bạn sẽ vào view và chọn tới mục immediate window hay phím tắt là Ctrl+G giúp mình nhé. Mình sẽ đọc câu lệnh này. Select product ID. Đây, đây là bốn cột mà mình sẽ lấy từ sys stock data. Điều kiện là where, product ID, like. Chưa có search tag. Tại vì như các bạn thấy là search tag này của chúng ta chưa gõ gì cả. Có đúng không? Vậy thì bây giờ mình sẽ đây. Mình sẽ gõ thử một cái đi. Ví dụ như anh và ấn tìm kiếm. Thì các bạn có thể nhìn thấy là bây giờ đây, có lẽ là mình sẽ đây, các bạn nhìn thấy nó show, mình sẽ xuống dưới đi. Rồi. Đây, mình sẽ tạm thời tắt cái user form này đi. Và mình sẽ thử chạy lại đi. Anh. Đó, ấn tìm kiếm. Quay đây. Thì các bạn có thể thấy nhá, select này product ID line anh. Ok, chính xác luôn. Rồi. Bây giờ nhá, thì ở đây này, mình sẽ phải bổ sung cái chương trình này nó thêm một xíu. Tại vì nếu mà hai cái phần trăm mình nghĩ là nó không chính xác. Nên ở đây thì mình sẽ đặt ra hai cái điều kiện như sau. If strtext của chúng ta ấy, nó bằng vb null string, có nghĩa là mình không nhập gì vào, then edit đi, mình sẽ đẩy cái này vào đây. Yes. Cái trường hợp ở phía dưới này đó chính là chúng ta có nhập gì vào. Và nếu trường hợp mà chúng ta không nhập gì, có đúng không? Trong trường hợp cái search text của chúng ta là vb null string thì có nghĩa là chúng ta sẽ bỏ hết phần where đi. Có nghĩa là chúng ta sẽ lấy tắt. Được chưa mọi người? Có nghĩa là không có điều kiện gì, nghĩa là không có text nào để search, đúng không? Thì tương đương là chúng ta lấy ra toàn bộ từ cái sys stock data. Đơn giản như vậy thôi. Được chưa mọi người? Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục chạy câu lệnh SQL query. Sort thì chúng ta sẽ nhập biến sort chúng ta đã khai báo ở trên. Tiếp theo là câu lệnh SQL Common. Phần WS name này, đó chính là nơi mà chúng ta muốn kết quả trả về. Và mình sẽ gõ tới sys này. Và mình chọn tới cái mục gọi là product search. Tại vì mình đang muốn đẩy kết quả ra đây.
Và đấy thì mặc định thì đây, cái delete option thì các bạn chọn cho mình là true nhé. Có nghĩa là chúng ta sẽ xóa đi dữ liệu ban đầu. Tiếp theo là header, muốn có hay không? Có. Và cái destination ở đây thì mặc định là 1, thì các bạn gõ cũng được, không gõ cũng được. Rồi, bây giờ thì mình sẽ chạy thử các bạn nhé. Chạy thử này. Anh tìm kiếm. Các bạn có thể thấy là nó không tìm ra bạn anh nào cả. Mình sẽ gõ thử cái khác đi. Ví dụ là cho. Rồi, tất cả cái gì có chữ cho ở trong đoạn này đều lọc ra. Mình có thể lọc theo piece, ví dụ như này. Tìm kiếm. Đó. Các bạn có thể thấy là cái nút tìm kiếm của chúng ta đã đẩy dữ liệu ra một cách hoàn toàn chính xác rồi. Có đúng không? Vậy thì ở đấy, nhưng mà các bạn nhìn listbox hình như là chưa được cập nhật, đúng không? Vậy thì bây giờ ấy, ngoài cái việc mà cái khi mà chúng ta ấn nút tìm kiếm nhá, nó lấy ra cái dữ liệu, đúng không? Nó lấy ra dữ liệu, đẩy dữ liệu xem bên Productions, thì chúng ta phải làm thêm một cái việc nữa. Và cái việc này đó là gì? Chúng ta sẽ phải là chạy thêm một cái chương trình nữa trong này. Chương trình này của chúng ta ấy, thì nhiệm vụ của nó rất đơn giản thôi. Đó là chúng ta sẽ, mình nghĩ là mình sẽ đẩy, nghĩa là mình thay đổi luôn cái row sort của cái vùng này. Được chưa? Đây, mình sẽ tắt đi cái user form này. Kích đúp và tìm kiếm này. Và tại đây, mình sẽ gán lại cái row sort của cái này. Và row sort của cái này thì trước khi gán thì mình sẽ phải dim cái biến đó là last row của productions as long. Rồi, mình sẽ tính cái last row của productions đi. Mình sẽ dim thêm ws product shorts as watches và gán giá trị cho cái này. This workbook.watches của sys productions nó sẽ bằng ws productions.brand của a and ws.count.n của xlup.row. Đó, như thế này. Được chưa? Vậy bây giờ nhé, thì cái dữ liệu ở rowsort sẽ được update khi nào? Đó là khi có nghĩa là mình cũng không cần phải xử lý cái điều kiện last row productions đâu, mà mình ý thì mình sẽ update thẳng vào luôn đi. Và bây giờ nhá, mình sẽ update này là sys này productions này A2 đến D của last row productions. Rồi, có nghĩa là bây giờ mình sẽ không sử dụng dữ liệu ở cái sys stock data nữa, mà mình sẽ lấy dữ liệu ở sys productions từ A2 đến dòng cuối của cột D. Rồi, bây giờ mình sẽ chạy thử các bạn nhé. Ví dụ mình chạy thử ở đây là an đi, tìm kiếm này. Rồi, có vẻ chính xác này. Piece, mình lấy là can đi. Rồi, ok. Các bạn có thể thấy là cái list box của chúng ta hoạt động hoàn toàn chính xác, đúng không? Và nếu được ấy, thì mình muốn là ở đây, chúng ta sẽ activate lại cho mình cái watches. Đó chính là cái form. Tại vì cái form là cái mà chúng ta đang sử dụng để có thể là nhập dữ liệu, đúng không? Nên mình sẽ biết ở đây là sys2.activate. Mình thử lại này. Ví dụ mình nhập vào đây là bottle đi. Tìm kiếm. Ok, chính xác luôn. Nó lọc ra tất cả cái gì là bottle này. Ví dụ mình cố tình nhập sai đi là anh. Tìm kiếm. No data available to export luôn. Đó. Có nghĩa là nó vẫn sẽ giữ nguyên. Tại vì ở đây thì không có bất kỳ một cái dữ liệu nào được export ra cả. Đấy. Bây giờ nhá, thì mình sẽ sửa cái lỗi này như thế nào. Thực ra ấy, thì cái lỗi này ấy, thì nó là do cái chương trình mình đã lập trình sẵn ở trong cái sub SQL query thôi. Đây, mình có thể vào trong cái sub SQL query này của chúng ta. Đấy. Đây, các bạn có thể là bỏ đi cái dòng này cũng được. Đây, tại vì nó báo là cái dữ liệu của chúng ta ấy, khi mà mình đẩy ra nhé, nó không có cái dòng nào thỏa mãn điều kiện. Thì bạn có thể là comment cái dòng lệnh này lại cũng được. Cái này thì là quyền của bạn thôi. Hoặc là đơn giản bạn sẽ comment cái dòng message box này lại. Không cần thiết. Rồi, mình sẽ chạy thử lại một lần nữa nhé. Đó, mình sẽ chạy thử lại can hay là anh.
Ok, đấy, không có thông báo lỗi nữa. Và đến đây thì cái video hướng dẫn của Iris Việt Nam cũng đã kết thúc rồi. Và mình sẽ hẹn gặp lại các bạn trong các bài chia sẻ kế tiếp. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại.